Linh cảm của bạn rất chính xác. Bạn có thể cảm nhận rất rõ ràng những gì sắp xảy ra trong cuộc sống của mình. Và khi xã hội có những thay đổi lớn, những biến đổi lớn, những sự kiện lớn diễn ra, bạn có thể cảm nhận được rất rõ ràng trước đó qua những dấu hiệu rất tinh tế xảy ra trong cuộc sống của bạn, trong cộng đồng của bạn. Cho nên, rất nhiều người khi lắng nghe lời khuyên của bạn, những lời cảnh báo của bạn, có thể thoát khỏi những tai ương trong cuộc sống. Đó có thể là về sức khỏe, tinh thần, công việc, hoặc là những gì đang diễn ra trong cuộc sống của họ. Những lời nói của bạn vô cùng linh ứng. Cho nên hãy ý thức về năng lượng của chính mình qua việc tu dưỡng nội tâm, thực hành tâm linh, thực hành chiêm nghiệm nội tâm, thực hành tĩnh lặng trong thiền định, hoặc bất kỳ những phương pháp tâm linh nào mà bạn thấy đang cộng hưởng tích cực với bạn, bởi vì nó sẽ trợ lực cho bạn phát triển năng lực linh cảm của mình. Đó là sức mạnh, không chỉ mang lại lợi lạc cho cuộc sống của chính bạn, mà còn giúp ích rất nhiều người trong cuộc sống của bạn. Quốc Anh nguyện cầu vô số phước lành đến với bạn.